Chào các bạn, quay lại với channel của mình là Gác Nguyễn Channel đây. Và hôm nay mình sẽ lên đây hướng dẫn cho các bạn chia sẻ cho các bạn một cách để phân biệt được cây cam bao nhiêu mili nha các bạn. Cốt cam ở trong xe máy mình nha. Tại nhiều bạn là bữa hổm có một bạn nói là em đi mua cây cam mà em không biết bao nhiêu ly thợ tiện với chỗ phụ tùng người ta đưa, thì chỉ nghe như vậy thôi chứ không biết bao nhiêu ly. Và có nhiều bạn cũng nói với mình là nhìn cái số ở trên cây cốt cam á, thì có em trai vừa hổm đem cái cây cốt cam lại cho mình, nó nói là cây cốt cam đó là độ 8 8 ly 2, nhưng là chất cây cam nó có 6 ly 8 thôi. Thì để mình sẽ đo để cho các bạn biết cách phân biệt mà cây cam nó bao nhiêu mili nha các bạn. Rồi, let's go. Thì để chia sẻ cho các bạn thì ở đây mình có hai cây cốt cam, một cây cốt cam độ và một cây cốt cam zin của quay, cốt cam zin theo xe nha. Còn cây cốt cam không có bạc đạn này chính là cây cốt cam độ nha. Thì có nhiều bạn thì nhìn cái số nó in trên cốt cam đâu đây nè, là ví dụ như 7.0 hay là 8.0 hay là 9.2 gì đó, là các bạn đó hiểu lầm về nói với mình là cái số đó là ví dụ như 8.2 á, là cây cốt cam 8 ly 2, còn 9.2 là cây cốt cam 9 ly 2. Thật chắc thì mấy cốt cam đó mà tới mức mili như vậy là không đúng nha các bạn. Bạn đừng có dòm số ở trên cái cây cốt cam. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đo. Thì để đo được cái cốt cam á thì như anh em thợ chúng ta thì phải có một cái thước như thế này. Phải mua thước nha các bạn, mình phải mua một cái thước để mình đo, mình canh chỉnh khi làm nồi này kia, mình đo mình ở nhà, mình canh chỉnh ở nhà cũng được. Hoặc là các bạn mà muốn làm xe tại nhà, muốn biết đo mili cốt cam này kia, canh nồi tại nhà, các bạn có đồ nghề ở nhà đó, muốn sửa xe tại nhà đó, các bạn cũng phải mua một cây thước như thế này. Thì giá từ 75k trở lên. Thì mình thôi, nếu mà ở trong nghề sửa xe thì có thể mua cây đắt tiền chút, mua cây 200 mấy hoặc cây 100 mấy 300 gì đó. Còn các bạn làm xe tại nhà thì mua cây 7 mấy 80.000 là các bạn xài được rồi, cây nhỏ cây mini thôi. À, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ đo cây cốt cam, cách đo cây cốt cam các bạn. Thì mình sẽ lấy cái gói cam xăng, thì cái gói cam cao nhất ở trong cây cốt cam á, thì trước tiên á thì nó có cái mặt nhô cao lên như thế này và một mặt phẳng như thế này. Mặt phẳng này thì để cho con cò nó nằm yên đó. Còn khi mà nó qua tới có gói cao này á thì con cò nó sẽ đẩy cái sức bắp xuống, thì cam độ thì người ta sẽ móc mắt cái bê tông nha các bạn, để sức bắp không có đụng bê tông nha. Bây giờ mình sẽ đo trước, đo như thế này đó. Thì mình sẽ đo cái bề ngang trước, bề ngang nằm, bề ngang nhỏ nha, đừng có đo cái gói cao trước nha. Đo cái cao trước cũng được, nhưng mà mình đây là mình chỉ các bạn đo, mình đo cái gói bề ngang này trước. Thì hiện tại cái gói bề ngang này là 20 ly 2 nè các bạn. Chắc hơi tối các bạn không thấy, lấy nét không rõ. 20 ly 2. Rồi sau đó mình sẽ đo cái gói cao nhất. Đo cái gói cao của nó nha, gói này gói xăng nha. Đây là 26 ly 5. Đó, 26 ly 5. Vậy là cái lúc nãy mình đo ngay chân chỗ cái lượng thấp này á là 20 ly 2. Rồi cái gói cao là 26 ly 5. Thì các bạn lấy 26 ly 5 đó đó, các bạn trừ cho cái 20 ly 2, lại trừ cho cái gói nhỏ, cái phần nhỏ bên hông để mình đo nè. Các bạn trừ cho 26 ly 5, trừ cho 20 ly 2 thì nó ra cây cốt cam này á, là cây cốt cam 6 ly 3 nha. Lấy 26 ly 5 trừ cho 20 ly 2 thì nó ra là cây cốt cam này là 6 ly 3, cốt cam này cốt cam độ đó. Mình lấy cái phần ngang này, mình đo cái phần ngang này đó, rồi cái phần cao nhất, xong mình lấy cái phần cao nhất mình trừ cho cái phần ngang nhỏ này, nó sẽ ra cái số tỷ lệ của cây cây cốt cam đó là bao nhiêu mili nha các bạn. Rồi hiện tại là cây cốt cam này là 6 ly 3 cốt cam độ ha. Đây là cây cốt cam zin, thì mình cũng lấy cái gói cao nhất của cây cốt cam mình đo. Cam là gói cao nhất là cốt cam xăng, gói xăng là cao nhất ha. Rồi mình cũng đo cái gói nhỏ,
gói mà để cho cây cây cò chúng ta nó nằm lên á. Rồi xong, hiện tại cái này là 21. À, các bạn thấy không? 21 ly chẵn nha. Cú cam này có mò mài rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đo cái gói cao của nó. Đó, đo gói cao coi nhiêu nha. Gói cao của nó là coi 26 ly 2. Để chúng ta sẽ lấy 26 ly 2 cái gói cao nhất. Cái gói cao này 26 ly 2 chúng ta trừ cho cái gói bề ngang này là 21 là nó sẽ ra cái củ cam này là 5 ly 2. 5 ly 2 ha. 52 củ cam này là củ cam của thằng quay 5 ly 2. Mà thường thường á chúng ta gọi cái củ cam gin á là sẽ là 50 ml. Nhưng thật chất thì nó chênh lệch nhiều lắm các bạn ơi. Nhầm khi 5 ly 2, 5 ly 24 kia. Lửa chân. Vậy là cái củ cam này hiện tại á là 5 ly 2. Cam gin ha. Đó, củ cam này mài rồi. Nó bị ấy mài rồi. Nếu mà không mài là củ cam này cỡ 5 ly 24. Ha. Mài hơi sâu chút rồi. Cái củ cam này là củ cam độ. Rồi mình đã chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn là cách để mình đo một cây củ cam. Để mình phân biệt cái mình đo một cây củ cam để mình biết bao nhiêu mili. Chứ đừng có nghe người ta nói hoặc là nhìn cái số ở trên cây củ cam nha các bạn. Còn một cách phân biệt nữa để các bạn dòm ngang cây củ cam á, các bạn biết cam độ hay là cam zin. Thì đây chính là cái cam zin này, các bạn thấy cái gói cam nó nhọn hơn không? Đây cái gói cam ở trên nó nhọn hơn. Còn cây cốt cam độ á thì cái gói nó sẽ bằng. Đó. Các bạn thấy bằng không? Đó, nó bằng hơn là cây cốt cam, cái gói cốt cam zin. Thì nói chung là cốt cam zin luôn nào nó cũng nhọn hơn. Rồi mình vừa hướng dẫn các bạn là phân biệt cách đo và phân biệt cốt cam độ và cốt cam zin nha các bạn. Các bạn xem kênh mình thấy hay hãy like, subscribe và chia sẻ nhiều người cũng biết nha các bạn. Rồi thợ là phải mua một cây thước nha. Rồi, tạm biệt các bạn.